Vâng, kính chào các bạn. Ngày hôm nay, ngày 20 tháng 7, 2019, thứ Bảy, thì tôi đã có mặt ở đây theo như cái chương trình chúng tôi đã định trước đó. Và sau lưng tôi đây, các bạn nhìn thấy đây là một tòa nhà rất lớn của Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa tại Đức. Và như các bạn cũng đã biết, Đức là một nước rất có tiềm lực, rất lớn và họ rất có ảnh hưởng đối với các nước khác ở trong cộng đồng Trung Châu Âu. Chính vì vậy mà một cái tòa nhà của Đại sứ quán Trung Quốc đã được xây dựng rất lớn ở đây. Và ở trong cái tòa nhà này, theo như tôi được biết thì có vài trăm nhân viên của tòa đại sứ Trung Quốc làm việc. Họ làm ở những lĩnh vực về kinh tế, về chính trị, về văn hóa và cả lĩnh vực về an ninh, tình báo và rất nhiều lĩnh vực khác. Để trong những chương trình trước đó thì tôi cũng đã chia sẻ với các bạn những cái thông tin bắt đầu từ ngày 13 tháng 7 năm 2019 khi mà cái thông tại Việt Nam đã xảy ra cái vụ việc là bãi tư chính của Việt Nam đã bị những cái tàu của Trung Quốc vào để họ đo đạc và làm những cái việc mà vi phạm cái chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Và từ ngày 13 sau đó tiếp tục những ngày khác thì chúng tôi cũng đăng tải liên tục những cái thông tin ngay trước cửa cái tòa đại sứ quán của Trung Quốc này ở Berlin và để cho phục vụ cho các bạn trong và ngoài nước cùng biết. Và cho đến mãi ngày 19 tháng 7 thì Bộ Ngoại giao Việt Nam mới chính thức đưa ra cái thông báo. Các bạn đã thấy đây là bà người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Việt Nam ngày hôm qua, là bà Hằng, đã cho biết rằng nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc đã có hành vi vi phạm vùng đặc quyền kinh tế thềm lục địa của Việt Nam ở phía Nam Biển Đông. Đây, các bạn nhìn thấy đây hình ảnh của bà Hằng. Tức là cái thông tin của bà Hằng đưa ra thì rất là muộn so với cả những cái thông tin mà báo chí của trong và ngoài nước đã đưa về cái việc này. Cụ thể nhất là cái đầu tiên mà chúng ta đã thấy là của tờ báo là Bưu điện Buổi sáng, Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng đã đăng cái bản tin ngay từ đầu vào ngày 12 tháng 7 năm 2019 về cái vụ việc nghiêm trọng đang xảy ra ở thềm lục địa của Việt Nam. Đây là bãi tư chính và những hình ảnh này đã được đăng tải từ rất lâu rồi. Thế nhưng mà phía Việt Nam vẫn luôn im lặng và im lặng rất lâu, không hề nói gì cho người dân trong và ngoài nước biết, mặc dù là báo chí quốc tế liên tục đăng tải những cái thông tin đó và ngay cả những cái giáo sư hàng đầu của Mỹ họ cũng đã chia sẻ những cái thông tin này để cho người Việt Nam trong và ngoài nước cùng biết. Và đây là hình ảnh mà chia sẻ của vị giáo sư, phó giáo sư và giảng dạy ở trường đại học hàng hải của Mỹ đã chia sẻ vào cái thời gian đó. Đấy, thì những cái thông tin như vậy thì đã chia sẻ rất nhiều và báo chí quốc tế cũng đăng tải rất nhiều, bà con kiều bào ngoài nước biết rất nhiều và ngoài ra là người trong nước cũng đã được biết thông qua những cái kênh truyền tải đó, thì họ đã biết được rất nhiều những thông tin về cái việc mà tàu Trung Quốc, tàu cảnh sát biển Việt Nam và Trung Quốc đối đầu trên Biển Đông. Đây là cái thông tin mà ngay cả Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cũng đã đăng tải. Đây, mời các bạn cùng xem. Đấy. Và những cái thông tin này đã đăng tải từ rất lâu rồi, từ những cái ngày mà nó mới diễn ra, là ngày họ đã đưa tin sớm, rất sớm để cho bà con trong và ngoài nước cùng biết, là ngày 12 tháng 7 họ đã đưa rồi, tức là cách trước khi phía Việt Nam đưa nhiều ngày. Đấy. Mặc dù là họ là những tờ báo ở nước ngoài nhưng mà cái thông tin thì luôn luôn cập nhật và chính xác. Đấy, đây là, và chính vì vậy mà nhiều người Việt Nam ở trong nước đã biết được cái thông tin này để tiếp tục truyền tải thêm cho những người khác, và phía Việt Nam lúc đó vẫn im lặng, chưa đăng tin. Và tôi đã có mặt ở trước tòa đại sứ của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa ở Berlin, và có một cái thông tin nhỏ có thể thông báo với các bạn biết rằng là trong cái thời gian đang căng thẳng đó là ngày 13, ngày 14 và ngày 12, thì trước đó thì chúng tôi đã liên tục có những đăng tải phát live truyền hình trực tiếp ở đây, và những cái người cán bộ an ninh của Đại sứ quán Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa ở đây họ rất ngạc nhiên vì tại sao lại có một cái hãng truyền thông của người Việt Nam mà của người châu Á đến đây để đăng tin ngay trước cửa Đại sứ quán Trung Quốc ở đây. Bởi vì Trung Quốc thì họ rất sợ mất mặt, rất sợ có cái gì đó là cái danh tiếng của họ bị ảnh hưởng, bởi vì họ xây dựng với cái đường lối xây dựng của họ là hữu hảo, rồi họ tặng họ cho nước Đức mượn con gấu trúc, rồi họ luôn luôn nói rằng là họ hòa bình và họ muốn hợp tác hữu nghị và cùng phát triển. Thế nhưng mà chính vì đột nhiên để có những cái hãng truyền thông đứng trước cửa sứ quán Trung Quốc ở Berlin này đăng tải thông tin đó, thì những cái cán bộ an ninh ở trong sứ quán này họ đã gọi điện ra cho những người cảnh sát của Đức đang tuần tra ở đây. Bạn thấy phía bên kia là có cái người cảnh sát đang đứng đeo súng là đứng, bởi vì họ nói rằng là, tức là an ninh của sứ quán Trung Quốc ở đây nói rằng là tôi rất lo ngại cho cái việc mà có một cái người phóng viên đứng trước cửa sứ quán Trung Quốc ở Berlin này, họ liên tục tường thuật về một cái gì đó.
Thế là họ ra và đề nghị phải hỏi xem là anh ta là phóng viên hãng nào và tường thuật về cái gì. Thì đây là một cái thông tin nhỏ để chúng tôi ngoài lề để có thể cho các bạn cùng biết về cái việc làm tin của chúng tôi. Thì sau khi người cảnh sát kia người ta ra hỏi chúng tôi thì tôi cũng trình bày là tôi chỉ trình bày những cái vấn đề về biển đảo tại Việt Nam, tại Biển Đông do những cái thông tin mà Hải quân Hoa Kỳ cung cấp cho chúng tôi, và chúng tôi cũng tra cứu trên mạng. Đây là những thông tin như vậy là tôi đã đưa cho những viện cảnh sát của Đức ở đây họ xem, và họ thấy rằng là những cái thông tin này là của bên Hải quân Mỹ, thì họ cũng đồng ý cho tôi quay phát, và họ đã thông báo vào với an ninh của Sứ quán Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa ở đây, nói rằng ở ngoài kia có một cái người phóng viên người Việt như lại phóng viên Đức, họ đang tường thuật về những cái thông tin mà các ngài về cái vấn đề Biển Đông, ở nơi các ngài có cái tranh chấp với Việt Nam, và họ chỉ nói thế thôi. Nhưng mà ở Đức thì các bạn cũng đã biết, với tự do báo chí thì những cái điều đó hoàn toàn được chấp nhận và được bảo vệ ở đây. Có nghĩa là chúng tôi có thể đứng trước cửa Sứ quán Trung Quốc ở Berlin để chúng tôi tường thuật như thế này cho các bạn. Và đương nhiên những cái việc tường thuật như thế này thì sẽ gây cái sự khó chịu cho các quan chức Sứ quán Việt Nam ở đây, cũng như là đặc biệt là quan chức Sứ quán của Trung Quốc ở Berlin. Bởi vì khi họ cùng cái ý thức hệ, họ muốn che giấu cái sự thật, thì họ rất ngại là khi truyền thông đưa thông tin ra và lại đưa thông tin một cách mạnh mẽ, thì đó điều đó sẽ gây bất lợi cho cái hoạt động ngoại giao của họ. Họ cho rằng là như vậy, cho nên họ rất lo ngại trong chuyện đó. Và quả thật sau khi chúng tôi cùng những cái bạn đài tiếng nói Hoa Kỳ, đài FA ở bên Mỹ và rất nhiều đài phát thanh khác cũng như là Reuters cùng đưa tin, đồng loạt đưa tin, thì sau đó, ngay sau đó thì phía Bộ Ngoại giao Việt Nam bắt buộc phải đưa ra những cái thông tin tiếp theo. Đó là lần đầu tiên Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng, đó là vào ngày 16 tháng 7 năm 2019. Thì các bạn hãy xem cái thông tin của Bộ Ngoại giao đưa thông tin đây. Đây. Và trong cái thông báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam vào ngày 16 tháng 7 2019 thì chỉ có một cái nội dung rất là chung chung thôi. Họ chỉ nói là phản đối những cái hoạt động của những cái tàu hoặc là những cái hoạt động của nước ngoài trên vùng biển của Việt Nam, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Tức là họ chỉ nói chung mà thôi, chứ không có nói cụ thể là một ai. Mà trong khi đó thì tất cả những cái thông tin quốc tế nó nói rất rõ rằng đấy là những cái tàu hải cảnh của Trung Quốc đã đi vào cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Đó là những cái tàu thăm dò của Trung Quốc đã liên tục nhiều ngày, rất nhiều ngày đã thăm dò trên vùng biển, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Mà trong khi đó thì Việt Nam vẫn không nói gì. Bộ Ngoại giao Việt Nam chỉ nói một cái chung chung vào ngày 16 tháng 7 là tàu nước ngoài mà thôi. Thì đây là cái điều mà rất là thiệt thòi cho cái người dân Việt Nam trong và ngoài nước. Bởi vì là khi mà Bộ Ngoại giao không dám lên tiếng một cách thẳng thắn, trực diện về những cái vấn đề rất nghiêm trọng mà hiện nay đang nó quan hệ đến rất lớn đến cái sự phát triển và sự ổn định của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì những cái thông tin đó đã bị che giấu, và người dân phải đi tìm những cái thông tin ở trên những trang mạng xã hội, ở trên những cái trang báo nước ngoài, ở trên những cái blogger độc lập và cả những cái trang thời báo chúng tôi để biết được thông tin đó. Thì đấy là cái điều thất bại to lớn của truyền thông Việt Nam, chính thức Việt Nam và của các tờ báo trong nước, là không dám đăng tin, không dám đăng tải những cái thông tin thực sự là thiết yếu đối với người dân Việt Nam. Thì đấy là điều rất tệ hại. Vâng, và họ cũng chỉ nói vậy. Nhưng sau khi Bộ Ngoại giao Việt Nam vào ngày 16 tháng 7 đăng cái bản tin đầu tiên chỉ nói là nước ngoài chung chung mà thôi, thì lập tức có một tờ báo khá là nổi bật gần đây, đấy là ngày 17 tháng 6, ngày 17 tháng 7 thì báo Phụ Nữ đã đăng tải và chỉ đích danh những cái thông tin mà những cái chiếc tàu của phía các chiếc tàu này đã đăng. Đây là bản tin đầu tiên của báo trong nước đăng về cái việc xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam, lại là báo Phụ Nữ. Và các bạn cũng nhớ rằng chính báo Phụ Nữ cũng là một tờ báo đi tiên phong trong cái việc mà đăng tải cái thông tin về chiếc xe VinFast của VinFast Fadi đã gặp những cái trở ngại về chất lượng và bị người dân ở trong nước, những người tiêu dùng ở trong nước phản ánh rất nhiều. Và chính cũng là tờ báo Phụ Nữ này đã đăng cái thông tin đó đầu tiên ở trong nước và rất chi tiết. Thì đây là cái điều rất là tốt đối với cả những cái người dân Việt Nam khi họ được tiếp cận những thông tin sự thật, gần với sự thật ở trong nước. Nhưng mà những tờ báo như vậy thì rất ít, và hy vọng rằng những cái tờ báo, những cái thông tin như vậy tiếp tục được nở rộ. Đấy, nhưng mà cái thời điểm đó là ngày 17 tháng 7 là rất ít tờ báo đã đăng cái tải thông tin đó ngoài báo Phụ Nữ ra. Và tiếp tục truyền thông quốc tế tiếp tục đăng tải chi tiết rất nhiều những cái
video clip được đưa lên, rất nhiều những cái phỏng vấn được đưa ra, và dường như là không chịu được cái sức ép của quốc tế. Cho nên đến ngày 19 tháng 7 thì phía Việt Nam, tới ngày 19 tháng 7 năm 2019 là Bộ Ngoại giao Việt Nam đã bắt đầu phải nói rõ là chỉ rõ nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc đã có hành động vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam ở khu vực phía Nam Biển Đông. Đây là thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Việt Nam chính thức được đưa lên trang vào ngày 19 tháng 7 năm 2019 vừa qua. Và chính cái thông báo này thì đã nói chính thức về việc là Trung Quốc đưa tàu Hải Dương số 8 vào. Thì đây là một cái thông tin chính thức của Việt Nam. Và kể từ sau cái thông tin này được đưa ra thì báo chí trong nước bắt đầu mới được rầm rộ đăng tin chi tiết nhiều hơn và nhiều những cái bình luận hơn về cái vụ việc này. Như vậy là truyền thông trong nước đã đi chậm hơn truyền thông quốc tế rất nhiều, và người dân cũng chính vì vậy mà đã bị bóp nghẹt cái thông tin, bị che giấu cái thông tin sự thật đi, và người dân phải biết rất lâu sau đó trên báo chí chính thống. Thế thì cái điều này chứng tỏ rằng từ trước đến nay Việt Nam luôn luôn có cái đường lối là che giấu những cái thông tin sự thật với người dân. Thế thì còn những cái gì che giấu nữa thì chúng ta phải tìm hiểu tiếp trong cái thời gian tới đây. Nhưng mà qua những cái vụ việc nghiêm trọng như thế này thì rõ ràng là phía Việt Nam cần phải có cái đổi mới hoàn toàn về công tác truyền thông, về công tác đưa thông tin. Bởi vì những cái tin mà Trung Quốc xâm phạm vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam là một cái tin hết sức là nhạy cảm và hết sức là cần thiết đối với người dân, đối với ngư dân Việt Nam, để họ đi đánh bắt cá, họ không bị những cái tàu Trung Quốc rượt đuổi. Bởi vì lúc đó là đang rất căng thẳng ở đó, hoặc là khi việc đó Việt Nam cần phải có những cái thái độ rõ ràng ngay từ đầu để làm cho cái vụ việc nó trở nên minh bạch hóa. Đây có một số người nói rằng là nếu mà cứ để như vậy thì không khác gì khi có một đám cháy đang cháy rất to rồi. Thì nhưng mà phía Việt Nam vẫn cứ không nói gì cả. Thì đến khi mà cháy xong rồi thì Việt Nam mới đến, bắt đầu mới đăng tin. Thế thì không có tác dụng gì nữa. Đấy là không tác dụng gì và rất tai hại cho cái việc làm công tác đối ngoại và ngoại giao của Việt Nam. Tức là Việt Nam cần phải chủ động hoàn toàn về cái việc này. Tức là đưa cái thông tin ngay từ đầu cho người dân trong và ngoài nước phải, và biên dịch những cái thông tin đó sang tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc và các thứ tiếng khác, để cho những cái người dân của những nước bạn đó họ cũng phải biết, họ hiểu biết. Thì có hiểu biết được thì họ mới thông cảm cho người dân Việt Nam đang phải gánh chịu những cái hậu quả như vậy. Bởi vì các bạn cũng đã biết, tại Trung Quốc thì họ cũng cấm truyền thông độc lập, tức là họ cũng giống Việt Nam, không có báo chí tư nhân. Mà đã không có báo chí tư nhân thì sẽ rất nguy hiểm ở chỗ là người dân hoàn toàn cũng không biết những cái thông tin về cái việc va chạm tàu thuyền, về cái việc mà Trung Quốc vẽ đường lưỡi bò như thế nào và sau đó đã bị tòa án quốc tế bác ra làm sao. Thì cái điều đó người dân Trung Quốc cũng không được biết. Chính vì vậy mà có thể dẫn đến việc là họ sẽ phản ứng một cách là ngược lại cái sự thật đó, và rất là thiệt hại cho cái người dân hai nước, và có thể dẫn đến cuộc chiến bùng nổ và cái sự hy sinh tính mạng, mất mát tài sản cuối cùng là người dân của cả hai nước phải chịu, chứ không phải là những cái lãnh đạo cấp cao. Bởi vì họ ngồi ở Hà Nội, ngồi ở những cái tòa nhà có điều hòa nhiệt độ, còn chỉ có người dân, những người lính phải cầm súng để bắn nhau, hai bên bắn nhau ở ngoài đảo, thì chết là chết dân chứ không phải chết những người lãnh đạo đó. Đấy, chính vì vậy mà cái thông tin rất quan trọng, và cái này là đề nghị ông Võ Văn Thưởng là cái người mà hiện nay đang nắm giữ cái vấn đề truyền thông, ông phải có cái vai trò tốt hơn để làm truyền thông quốc tế, và đặc biệt là đưa những cái thông tin sự thật đến cho bà con kiều bào trong và ngoài nước cùng biết. Bởi vì nếu mà ông không đưa thông tin thì người dân Việt Nam không biết, và người dân Trung Quốc không biết, và người dân quốc tế cũng không biết. Mà khi họ đã không biết rồi thì đương nhiên là họ sẽ không thể ủng hộ được Việt Nam về cái chính nghĩa của Việt Nam như thế nào, hoặc là cái sai trái của Trung Quốc ra sao để họ phản đối. Chính vì vậy mà phía Việt Nam ngoài đưa thông tin bằng tiếng Việt, đề nghị phải có những cái thông tin chuyển dịch cho các thứ tiếng và bằng cái thông cáo báo chí của mình, bằng những bài báo của mình, để cho bạn bè quốc tế họ cũng có điều kiện, họ hiểu biết, họ ủng hộ Việt Nam một cách tốt hơn. Vâng, rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi cái chương trình truyền hình trực tiếp của chúng tôi tại Berlin, từ trước cửa Sứ quán Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa tại Berlin. Và chúng tôi sẽ tiếp tục tường thuật những chương trình như vậy để phục vụ các bạn trong thời gian tốt nhất. Và mong các bạn hãy để lại những đóng góp ý kiến của mình và bằng những cái bình luận ngay trong cái live stream trực tiếp này. Và chúng tôi xin kết thúc chương trình ở đây. Và cảm ơn các bạn, và chào hẹn gặp lại các bạn trong chương trình thứ hai của chúng tôi. Sau đây 15 phút thì tôi sẽ làm một chương trình thứ hai nữa về một cái đề tài khác nữa, thì mời các bạn cũng tiếp tục theo dõi và tiếp tục chia sẻ với bà con trong và ngoài nước. Chào các bạn. Tôi quay một chút hình ảnh xung quanh để các bạn biết.
Vâng, đây là cái khu vực mà Sứ quán Trung Quốc đang đặt đại bản doanh ở đây. Khu vực này trước đây đã có xảy ra rất nhiều những cái vụ biểu tình của hàng nghìn người dân Việt Nam đến đây để phản đối Trung Quốc khi họ kéo giàn khoan 981 vào thềm lục địa và nền độc quyền vào cái vùng chủ quyền của Việt Nam ở biển đảo. Và đây là cái nơi mà Sứ quán Trung Quốc hiện nay đang đặt làm trụ sở. Và các bạn cũng đã thấy rất rõ là hình ảnh của chiếc cờ Trung Quốc ở đây và những cái người lính xung quanh, tức là những cái người mà cảnh sát họ đang trực ở đây để họ bảo vệ cái tòa đại sứ này. Thì đương nhiên là với một cái vai trò của những cái nước nhà nước pháp quyền thì họ cũng phải có cái tôn trọng về pháp luật, và họ sẽ luôn luôn đảm bảo cho cái việc tự do truyền thông chúng tôi đưa tin như thế nào, cũng như là họ đảm bảo cho việc an ninh và trật tự ở đây. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi, và hẹn gặp lại các bạn sau khoảng 15 phút nữa để chúng tôi vào chương trình thứ hai. Chào các bạn.